chúng tôi xin đọc danh sách các đại diện các môn phái. Xin anh trung đứng liên ban giám đốc bác sĩ Dương và bác sĩ Thái. Chúng tôi xin mời cụ Lương Y đến tiệm và chúng tôi xin mời cụ Lương Y thật. Có mời đại biểu tới tham dự và các đại diện các môn ái và đại khoa phòng để tới cùng với bệnh viện dự buổi cơm trong mặt ngày hôm nay.